tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang. Hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi. Rồi mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn, dẫu đôi khi ta giận hờn. Yêu làm nhau cho nhau biết bao là ăn chăng. Bà con xa cũng bằng lát xin gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải dù tiền cùng một là sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Bà con xa cũng bằng lát xin gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân. Chẳng phải dù tiền cùng một là sinh ra, nhưng tối luôn tắt đèn có đâu xa. Mà còn đi mò mò đi làm chi vậy? Đâu có sao đâu bà Năm, mấy cái chuyện này nhỏ mà bà Năm. Thôi không có làm vậy được. Nè nói nha, bây giờ cô Dân bắt con làm phải không? Không, không có. Không, để cô đi kiếm cô Dân cô nói không mà. Không có, đây nè bà Năm, cái này là con tự nguyện chứ cô Dân không có ép con. Không có được, không có được. Bầu bì vậy là phải ngồi nghỉ ngơi. Ngồi đây, ngồi đây. Trời đất ơi, ai mà bầu bì cỡ này rồi mà còn lê lết làm nữa. Không phải, là tại vì bác sĩ dặn con á là phải đi lại cho dễ đẻ. Rồi sẵn con vừa kết hợp vừa đi lại vừa lao dọn phụ cô Dân luôn, đâu có sao. Trời đất, đi cái gì mà đi. Hồi xưa đó người ta có đi nhưng mà người ta đi rất là nhẹ nhàng. Đây nè, người ta đi từng bước một vậy nè. Đó. Đó, mà cái đó, thấy không, thấy vậy không? Cái tay ta vịn nè nè, cái tởn nè nè. Đó. Đó. Ta đi chậm chậm vậy chứ ai mà đi cái kiểu rần rần như con vậy, không có được. Nhưng mà con nói không sao, tại vì cô Dân á, cổ có lòng tốt, cổ cho con xuống dưới đây nè ở nhờ. Rồi không lẽ giờ con ở không kỳ quá, con phải phụ cô Dân chứ. Tại vì con xuống dưới này nè, đặng lỡ có gì con đau đẻ là con di chuyển cho nó nhanh. Trời ơi, biết chừng nào con đẻ mà con nhanh là sao? Bác sĩ nói con 4 ngày nó đẻ rồi. Trời đất, 4 ngày nữa hả? Dạ. Vậy điện thoại cho chồng con liền. Đây, thôi, điện thoại liền. Điện cho chồng con chi? Kêu nó dẫn đi bệnh viện. Trời ơi, thôi. Thôi, nếu mà chồng con bận thì kêu ba mẹ chồng con mau lên, không có để vậy được. Thôi nè, bà Năm nghe con nói nè. Con không có nhờ ba mẹ chồng con đâu, mất công ba mẹ con lo lắng lắm. Tại sao? Đứa này đứa thứ hai rồi, con có kinh nghiệm con tự lo được. Không, không có kinh nghiệm vậy được nha. Đừng có chủ quan nha. Bây giờ người ta đó, người ta phải tới bệnh viện, người ta nằm đó, người ta nghỉ ngơi, người ta khám bác sĩ, người ta khám mọi thứ hết trơn rồi mới canh tới cái ngày mà đẻ, chứ đâu có phải đơn giản vậy. Đi. Thôi nhưng mà tới 4 ngày nữa con mới sanh vô trong đó nằm làm gì bà Năm? 4 ngày cũng nằm 4 ngày, nằm đó để chờ chứ làm chi. Đi. Trời đi khám mà, trời ơi. Thôi đừng mà có cãi. Cái gì vậy? Hả? Bà để nó ngồi đó coi. Để ngồi coi, bà ngồi xuống đây. Cái gì vậy trời? Tự nhiên rồi cái con nhỏ không muốn đi đẻ, chưa muốn đi đẻ là bà ép nó đi là sao? Hả? Hả? Bởi vì bụng vậy, còn có 4 ngày nữa đẻ à. Mà bây giờ không có lo đi khám mà nằm chờ đó đặng sanh sướng hơn không? Nó đẻ đứa thứ hai rồi, nó có kinh nghiệm, chừng nào nó mắc đẻ thì nó báo, thì mọi người nó đưa nó đi đẻ. Bà làm gì bà biết 4 ngày hả? Hả? 4 ngày hả? Thì bốn ngày chứ không còn rồi mấy. Bây giờ lỡ nó lên bệnh viện 4 ngày nó không đẻ mà nó nằm 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày rồi sao? Bà biết ngày tiền viện phí nhiêu không? Cả triệu bạc. 10 ngày nằm đó làm gì hả? Cho chắc ăn. Chắc gì? Nằm đó chờ. Chờ gì? Chờ bà nào đẻ. Hả? Tầm 7 mình nằm đó mình chờ, chừng nào đẻ có người đỡ đẻ liền. À, thấy không? Chừng nào đẻ có người đỡ đẻ. Nhưng mà tiền ở đâu mà nằm chờ mấy ngày hả? Chừng nào đẻ mượn tiền ngân hàng. Tiền ai da, hay quá. Ai da, con đau bụng quá. Thấy chưa tôi nói với ông. Có cái gì đâu, bây giờ đau bụng thì để tôi kêu cấp cứu. Đi cấp cứu. Số mấy quên rồi. Chết cha rồi, chết rồi ông ơi. Bà có khi nào nó đau bụng quá mà cơ mặt nó thay đổi gì không? Bởi vậy bây giờ ông kêu điện thoại liền qua cái bệnh viện chấn thương chỉnh hình đi. Chấn thương chỉnh hình chi? Để người ta chỉnh cái cơ mặt nó lại kìa. Chỉnh được không?
được. Ê, vậy quá. Chết à. Vậy bà lên bà chỉnh với nó luôn đi. Sao vậy? Chỉnh cho cái mặt bà nó đẹp một chút. Vô duyên cha đó. Tự nhiên con người ta đau bụng trở lên chấn thương chỉnh hình. Con có đau bụng đó. Tại con thấy ông Bảy và Năm cãi nhau cho nên con làm vậy đó. Trời đất ơi. Trời đất, cái con nhỏ này. Cái con nhỏ này. Nè, mai mốt không có được giỡn như vậy nữa nghe chưa. Con giỡn vậy là ở đây mọi người lo lắng lắm con biết không? Lo lắng hả? Dạ. Rồi sao? Dù đẻ là phải bây giờ cẩn thôi thận. Để cho con quyết định, con cứ ở đây đi. Chừng nào con mắc đẻ thì con báo. Đẻ, thấy đẻ là báo. Nghe không? Mới báo. Mới quen nhau thôi mà anh thấy cái đòi có con rồi. Anh thấy là tính kỹ lắm ấy. Đâu, em tại sao anh còn đồng ý, anh còn kiểu như tán thành nữa. Em không có chấp nhận cái chuyện mà già cả vậy rồi còn muốn sinh con. Thế là chị kỷ cũng được mà, đâu nhất thiết là phải sinh con đâu nhỉ? Ủa hai đứa nói ai vậy cưng? Trời, tôi nói nghe, sinh con giờ khổ lắm đà. Trời, ông Bảy. Ông nói đúng ý con ghê luôn á ông Bảy. Sinh con bây giờ khổ lắm. Nhất là hả, lớn tuổi như vậy nữa, nguy hiểm lắm anh biết không? Nhưng mà sinh con thì gây kháng khít tình cảm hơn mà. Kháng khít cái gì? Ví dụ mình yêu nhau thì mình cứ yêu thôi. Cái đứa con nó không phải là cái dẫn chứng cho cái mối quan hệ của mình. Nè, ông Bảy thấy Nhã Hân nói đúng đó. Tự nhiên sao? Cô Dân với chú Ba giờ lớn tuổi rồi, sanh con ra rồi mới mốt ra cái cảnh là con mẹ. Ông con tôi con chúng ta. Đúng rồi, con chung con riêng rồi gây lộn với nhau là khổ lắm. Khổ đó. Lắm, đừng có vậy. Không phải chuyện đó. Chứ gì nữa thì chuyện đẻ đái thì con nhiêu thôi. Chuyện vậy thôi chứ chuyện gì. Ủa gì cô Dân anh Ba gì đó gì liên quan thì ba má con á chứ ai. Ba má con sao? Thì sao là sao? Thì hồi nãy giờ tụi con nói là muốn có con. Không phải, nãy con với Nhã Hân đi qua này, nghe thấy ông Bảy với bà Năm thì con tưởng là ông Bảy và bà Năm chuẩn bị sinh con. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Con nghĩ sao vậy con? Hả? Con thấy bà Năm có dễ chịu không? Khó chịu đúng không? Rất là khó chịu. Mà bây giờ mà mang cái bầu vô nữa, ta nói khó chịu, banh cái chung cư này không ai chịu nổi đâu nha. Nè nè, ông đừng có vô gì, làm như ai thèm có con dòng lắm vậy. Thì con thấy ông Bảy với bà Năm có con cũng được mà. Không thì Bảy nếu mà không muốn đẻ thì con thấy là con nuôi cũng được mà. Trời đất ơi, tôi con đàn cháu đóng vậy còn đẻ thêm chi. Thì biết là con đàn cháu đóng rồi nhưng mà hai người phải có con chung của nhau chứ. Thôi bây giờ không có bàn cãi cái chuyện đó nữa. Bây giờ quan trọng là mình tập trung cho Thí Loan đây nè. Còn chuyện của ông Bảy bà Năm để ông Bảy bà Năm lo. Tụi con khỏi lo cái chuyện đó nha. Lo cho Thí Loan đây nè. Đây nè, đang cằn nhằn nói nè. Còn 4 ngày nữa đẻ mà không chịu đi bệnh viện. Đi bệnh viện chi? Bây giờ lỡ 4 ngày nữa chưa đẻ nó tốn tiền đúng không con? Nhưng mà nguy hiểm. Nguy hiểm. Cứ để ở đây mình. Ôi da, tự dưng ông Bảy với bà Năm nhắc con đau bụng quá nè. Chết rồi, đau bụng hả? Đau bụng. Thôi, khỏi đừng có tin nữa. Giờ gọi hả? Thôi khỏi. Con nãy giờ nó xạo với mình nãy giờ. Giỡn hả? Giỡn nữa hả? Giỡn nữa. Cái này con nói thiệt, con chịu không nổi thôi. Con đau bụng. Nó đau thiệt bà ơi. Con đau bụng quá, con đau thiệt. Hả? Ông gọi cấp cứu đi ông. Cấp cứu gọi. Lấy cán thương. Cán thương giải đại rồi. Cán thương bằng tay. Cán thương bằng tay ráp vô, ráp vô. Lẹ. Nhớ hồi nhỏ tụi con chưa kiểu không? Ráp vô, ráp vô. Đỡ chịu ở đây. Cẩn thận. Leo lên. Trời ơi. Leo lên. 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 Leo